Xin chào mọi người ha. Sau 3 tháng mình sử dụng cái hệ thống tưới này, hôm nay mình sẽ làm một cái video đánh giá khách quan về cái hệ thống tưới của mình lắp đặt này, để cho mọi người có thể tham khảo ha. Thì nói chung là mình sẽ bắt đầu từ bộ điều khiển trung tâm ra tới từng béc, và mình sẽ vận hành cho mọi người xem như thế nào ha. Thì về cái bộ lọc này nè, là mình thấy là ok ha. Tại vì mình tưới hoặc phun thuốc sâu gì đó thì nó rất là ít bị nghẹt béc. Những cái béc gốc là thậm chí không có bị nghẹt nha. Đấy là cái dàn lọc ok. Dàn lọc này thì 3 tháng mình xài mình chưa vệ sinh nè. Thì cơ bản là do cái nguồn nước mình cấp vô rất là sạch. Đây là cái nguồn cấp vô rất là sạch nha. Thì mình xây cái hồ. Về đánh giá cái hồ này thì mình cũng khá là hài lòng, tại vì mình có thể tận dụng được cái nước mưa từ cái máy tôn nó xả xuống nè. Đó, thì khi đó nước trong hồ thì rất là trong nha, rất là trong. Nó chỉ có rác cái kia là do cái lá dừa từ cây kia nó trên máy tôn nó rớt xuống thôi. Thì cái này thì mai mốt mình chặt cái cành dừa đó là không có cái nước dơ này nữa. Nhưng mà nước trong hồ này thì cực kỳ trong luôn. Và nó có cái một cái tầng đây là cái ống đáy. Ống đáy. Còn cái này là ống hút, thì nó cách nhau khoảng 10 đến 20 phân, cho nên là nó không có cặn luôn. Đã không có cặn mà đi qua cái dàn lọc nữa. Dàn lọc này là nó sẽ lọc rác bẩn, cho nên gần như là nếu như mà mọi người đầu tư được một cái bể thì sẽ hiệu quả hơn là hút từ hồ lên. Ha. Tại vì hồ nó sẽ bị rêu, còn cái thằng bể là không bị rêu. Ở đây bộ điều khiển trung tâm này rất là tiện lợi. Tại nằm ở chỗ là khi mà mình vận hành á, là mình chỉ cần có hai chế độ bằng tay và auto. Và nó có tủ điện đàng hoàng rồi là rất là an toàn ha. Thì mình đây, ví dụ auto đây. Đó. Này quên chưa mở nguồn. Rồi, mở nguồn nè, auto. Đó, bằng tay. Bằng tay này là nó sẽ bơm giống như mình bật cầu dao thôi. Còn auto là nó sẽ có cái phao, relay phao nè, là nó sẽ tự động tắt mở cho mình. Khi mà hết nước nó tự tắt. Đây là mình sẽ thấy, mọi người sẽ thấy ha. 3 tháng mình lọc, chưa lọc cái bể này. Giờ cái này cũng rất là vệ sinh, rất là dễ ha. Nè. Đó. Có một số rác đã dính lại trong cái lọc này hết. Thì khi đó mình chỉ cần mở hai cái đai này ra thôi. Mở cái đai này ra là mình lấy cái này vệ sinh cha rất là nhanh, rất là dễ luôn ha. Vệ sinh bằng tay. Có mọi người có thể lắp đặt cái hệ thống bằng xả, bằng tự động, nhưng mà mình thích vệ sinh bằng tay hơn, tại vì nguồn nước mình cấp vô rất là sạch. Còn bơm là bơm Superwin này, là cái bơm này là ổn cho cái mô hình nhỏ và vừa như nhà mình là được. Khoảng 3 ngựa là được, không cần là phải quá lớn. Còn bộ điều khiển trung tâm đây thì nguồn cấp vô. Và cái phi mà châm phân, phi châm phân này cũng vệ sinh cũng rất là dễ. Nói chung là ok. Về bộ điều khiển trung tâm là mình không chê được chỗ nào. Chỉ có một cái là ví dụ như là cái này. Là cái đồng hồ lưu lượng kế này nè. Mọi người không cần lắp cũng được nha. Còn cái đồng hồ đo áp này, đầu và cuối thì để mình coi bơm nó dơ hay không á, thì cái lọc nó có dơ hay không để mình vệ sinh thì mình vẫn nên lắp. Còn cái lưu lượng kế này nè, thì nếu như mọi người không che lại á, là rêu nó bám lên liền, cho nên mình phải che lại nè. Nó không có nắng là nó không bị rêu ha. Thì khi nào mình cần xem thì mình mở nó ra. Đấy. Cái đồng hồ áp này là ok. Để mình coi áp đầu áp cuối. Đây là đánh giá về cái bộ điều khiển trung tâm này, là hệ thống tưới của công ty Asop này là ok ha.
mình về tổng quan là mình không không có chê được chỗ nào về trong cái thiết kế tổng thể. Và ngoài ra cái mái che này mình mọi người nên xây dựng để mà che được cái hệ thống mình. Hệ thống mình mà khi nó nằm trong mát á, thì nó sẽ được bền hơn rất là nhiều. Đấy. À, cái phần dàn hút này nè, lọc này nè, hút và xả đáy này cực kỳ dễ sử dụng luôn nha mọi người. Mọi người nếu như mà mọi người dùng cái bể thì mình nên dùng 1.000 lít hoặc là 2.000 lít. Để làm gì? Để mình hút được cái đúng cái nồng độ tiêu chuẩn luôn. Không cần là phải đi vừa nước vừa phân theo công thức cũ của mọi người hay sử dụng á. Là nước như thế này. Mọi người mở nước một nửa, mở phân một nửa. Mở nước đây, một nửa ha, mở phân một nửa. Thì rút như vậy nó sẽ không cân đối. Không cân đối chỗ là nó bị loãng thuốc. Nhưng mà nếu như mà mọi người lắp theo cái ống đáy này nè, ống hút này nè, là bự bằng cái ống cái luôn á, thì khi đó mình có thể năng mình hút hoàn toàn. Mình hút hoàn toàn bằng công thức pha đúng nồng độ luôn. Cho nên là khi đó mình sử dụng á, là rất là tiện lợi trong cái chỗ là mình có thể làm được công thức với nồng độ chuẩn. Thanh cây của mình là cực kỳ chuẩn ha. Đấy, sau 3 tháng sử dụng thì mình thấy là hiện tại bộ điều khiển trung tâm là mình rất là hài lòng ha. Còn dơ thì vấn đề nằm ở chỗ cái nếu như mà mọi người xài xài cái hồ á, thì ở dưới cái ống đáy ở cái ống đáy này nè, mình nên lắp một cái đồ lọc dạng giống như cái lớp bê mà như mà có cái đồ mà bên ngoài là giống như một cái khung sắt á, để gắn cái lưới mùng á, để cho nó lọc qua một lần xong đó nó mới qua lọc này. Thì hai lần lọc á, thì nó sẽ ok hơn là mình hút trực tiếp qua là nhờ cái lọc này. Thì cái lọc này nó rất là mau nghẹt, còn cái nguồn nước mình cấp vô rất là sạch. Nguồn nước sạch thì dĩ nhiên là cái lọc mình nó sẽ làm việc nhẹ nhàng hơn, nó khỏe hơn và nó không bị tốn điện. Về nói về khả năng tiêu thụ điện của cái hệ thống mà khi mà mình sử dụng cái bể trên cao này thì gần như là mình tiết kiệm điện được 1/3 lượng điện. Tại cái lực đẩy từ cái bể này nè, nó đẩy ra là cái bơm mình nó nhẹ lắm. Nhẹ hơn so với lại mình phải hút từ dưới hút lên. Đấy, về đánh giá là như là mình thấy là xây cái bể là nếu như mà mình bỏ cùng một số tiền để 30 triệu để mà xây cái bể và 30 triệu đào cái hồ thì mình thấy xây cái bể để chuyên để sử dụng cho hệ thống tưới bể nổi là hiệu quả hơn là so với lại một cái ao. Nhưng mà mọi người trào ao thì có một cái lợi thế có thể kết hợp nuôi cá này nọ. Mình thì mình không có chăn nuôi cá trong đó nên là mình có cái bể cá riêng. Nhà mình thì có một cái bể cá riêng để mình nuôi nổi hết luôn. Đấy. Đây là bộ điều khiển trung tâm ha. Bây giờ mình sẽ bật bơm vận hành nè. Bật bơm vận hành nó thì rất là đơn giản ha. Mình cần làm ở đâu thì mình vận hành ở đó. Bây giờ mình đang vận hành cái hệ thống phun thuốc trừ sâu trên không. Để mình đánh giá hệ thống phun thuốc trừ sâu trên không trước. Thì đây là cái cây con ngay nhà nè. Cây này hôm bữa là nó xấu quắc à. Bây giờ là nó nhờ cái lắp hệ thống này là nó phun thuốc ra là cái cây của mình rất là mau, mau ướt lá. Nhưng mà cái hệ thống này có một nhược điểm ha. Là đa phần á, nó chỉ có ướt được cái mặt trên thôi, mặt dưới nó ướt rất là ít. Nhưng mà như vậy là đã là ok rồi. Và nó hao ra bên ngoài nè, mọi người thấy ha. À, cái vòi đây thì cái cây cái tàn cỡ này thì mà cái vòi nó ra tới đây. Đây là cái cây tơ và cây con thì là tương đối ổn. Đó, bật chút xíu là nó ướt hết rồi. Nhưng mà mình sẽ quay qua chỗ cây lớn một tí xíu. Đang vận hành ở ngoài trời. Hiện tại là trời đang gió. Nếu như mà mọi người cây con này nè, mình xịt vào giai đoạn mà trời mát thôi, không có đứng gió thì là ok. Về cái hệ thống này á, là mình phun thuốc sâu này là tương đối ổn. Nhưng mà nằm ở chỗ á, nó có một cái vấn đề này là thứ nhất nè. Cái bét này á, chỉ có phù hợp với lại cây con thôi. Hoặc là cây vừa vừa thôi. Chứ còn cây lớn là không phù hợp. Đây, cây lớn đây là điển hình là mình có lắp cho một vài cây lớn này. Này. Thì cái bét đó là cái lưu lượng nó vẫn không đủ ép phê để cho ướt hai cái mặt lá.
Đây, cái vét đó nếu mà gắn một cái vét trên đầu trụ nè, mình có gắn trên một cái đầu trụ, nhưng mà cái so với cây lớn này thì nó không thấm vào đâu hết. Cho nên nếu mà cây lớn này á mà mình phải gắt, nên gắn khoảng 3 cái vét. 3 cái vét thì không thể sử dụng cái ống tiro này đi lên được, mà mình phải đi cái ống 21 hoặc là ống 16. Mình đi lên sau đó mình chia ra, từ cái ống đó mình mới đi chia ra thành 3 cái vét trên đầu trụ, thì khi đó cái cây mình mới đều. Còn nếu như bây giờ hiện tại á, nó chỉ có ướt một phần thân thôi, chứ nó không có hoàn toàn triệt để. Và ngoài ra khi mà ở trên cao á, là gió nó rất là lớn. Lớn hơn so với lại ở dưới thấp. Mà cho nên hệ thống này chỉ vận hành được khi trời đứng gió. Đó, mọi người lưu ý chỗ ý ha. Về cây con là ok nè. Cây con này như thế này là nó vừa ra tới tán là đẹp. Còn cây lớn thì mọi người phải suy nghĩ là nghiên cứu gắn một cái chữ T bên trên, chữ T hoặc là giờ là dấu cộng gì bên trên đầu trụ á, thì khi đó mình mới gắn 4 cái bét thì là ok, chứ một cái bét là không ăn thua so với một cây sầu riêng lớn. Và mọi người để ý ha, hệ thống hút sâu này á, nó chỉ hiệu quả 70% thôi, tại vì nó hao thuốc ra nước ngoài rất là nhiều nè, mọi người để ý ha. Đó, cho nên trong quá trình mình trồng đây, mình có thể xen đinh lăng. Trồng cây ăn trái mình có thể xen những loại cây khác như cây đinh lăng hoặc là những cái cây rau màu, thì khi đó nó bay qua thì những cái cây trồng khác nó hấp thu luôn, là không bị lãng phí phân thuốc. Ví dụ điển hình nhà mình trồng đậu xanh nè, cây đậu xanh mình không có bón một tí phân nào luôn, mình chỉ chăm sóc sầu riêng thôi và đậu xanh mình nó tốt luôn. Đấy, về đánh giá về cái hệ thống phun thuốc từ sâu trên không này thì mọi người để ý chỗ đó ha. Thì cái này là mình đánh giá khách quan thôi. Và nếu như mà mọi người gắn, mọi người nên gắn cái bét này nè, cái bét chống côn trùng và cái bét có dàn cái lọc tại bét luôn. Tại vì cái bộ phận này nè, mà nó mà bị nghẹt một cái là mình sửa rất là cực. Tại mình đi nhìn trong vườn là mình sẽ phát hiện ra thôi, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng đi kiểm tra được hết á. Cho nên khi mình lắp cái này nè, mình nên gắn cái loại mà có lọc và có đồ chống côn trùng. Mọi người chú ý chỗ này ha. Về đánh giá khách quan á, thì cái cây ống ống nhựa tiro này rất là bền. Và thứ hai, cái cây này nè, cái cây nhựa carbon này nè, rất là nhẹ mà hiệu quả, cắm một cái là được. Hơi bị bền luôn. Mình thấy là cái cây carbon này để cắm đầu trụ này nè, mà cái cây mình nó lớn á, là mình cột theo trụ là ok. Và còn cái vấn đề nằm ở chỗ cái bét này nè, nước nhiều hay ít là do cái bét này của mình. Đó là mình đánh giá cái bét này á, là cây con là ok, còn cây lớn mình phải thay bét. Đấy ha, mình quay test mới có 3 phút mà cái lá nó ướt nhem, đất ướt luôn mà mặt sau ướt luôn. Nhưng mà phải khẳng định là nó sẽ hao thuốc. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ nếu như mình sử dụng những cái loại phân sinh học mình tự sản xuất, ví dụ dịch thủy phân đồ này nọ, ok, là như là nó tưới càng nhiều càng tốt cho vườn mình. Cây mình trồng này 3 tháng là như vậy là cũng ok chứ ha. Đấy, về hệ thống bên trên này thì mọi người lưu ý như vậy ha. Như mọi người thấy không, là như cái bét đó nó không có thể ướt được cái tầng dưới của cái lá này. Mình quay cây con là xong hết rồi, nhưng mà cây lớn không có vaccine gì hết. Thậm chí mình đứng dưới cái góc một cái cây lớn nè, hai cây nè, không phải là chỉ cái cây này không ha, cây kia mình cũng lắp mà nó cũng như vậy ha. Nhưng mà nó bảo vệ được một phần lá cơi ngọn thì đối với mình cũng là ok rồi. Là so với lại những cái vườn mà không lắp á, thì vườn có lắp này á, nó sẽ hiệu quả hơn. Hiệu quả với cây lớn một bét đầu trụ thì chỉ được có 60% thôi. Còn hiệu quả một bét trên đầu trụ cây con này đó là 70%. Còn lại là tổn hao ra ngoài. Nhưng mà nó lại được cái là lợi công lao động, thì tiền công lao động nó bù qua bù lại thì cũng ổn. Đấy, bây giờ khó nhất là khó cái công lao động, chứ không phải là khó cái gì hết. Phân thuốc bây giờ nó cũng nhiều ha. Đấy, là mình sẽ đánh giá như vậy. Đây, mọi người thấy nó bay không? Bây giờ mình sẽ quay qua cây tơ. Đây, mọi người xem, ví dụ như cái ống cái là ống PVC này. Còn cái ống bên này là ống Tiro này nè, là với lại cái ống LDPE này nè. Đây, mọi người mình sẽ có xem nè. Thì những cái ống nối này nè,
rất là dễ nối nha, đứt chỗ nào là nối chỗ đó, rất là tiện. Bây giờ nó có những cái đó. Còn ví dụ như cái ống con này nè, đứt tới đâu là mình có cái đồ nối như thế này, mình nối vô được liền. Về cái bét gốc á, cái bét này á, mình thấy ok, cực kỳ hiệu quả ha. Để tí nữa mình sẽ bật cái bét gốc là cho mình phân tích cho mọi người xem. Còn cái bét này nè, cái bét trên đầu trụ này nè, cái loại này chỉ dùng cho cây con thôi nha mọi người. Còn ví dụ như cây lớn mình phải thay cái bét khác. À, cái bét này là cho cây con thôi, chứ còn cây kinh doanh là không hợp lý lắm. Đấy. Phun thuốc sâu á, với cái cây tơ như thế này là vẫn ổn. Nha, mọi người thấy như vậy là vẫn sau 5 phút thì cái cây vẫn ướt hết hai mặt lá. Nhưng mà nó chuyển sang cái cây cỡ này. Chuyển sang cây cỡ này á, thì nó cũng ướt tương đối thôi. Nó không có được hiệu quả như cái cây nhỏ. Thì riêng cái dòng này á, mình phải đổi sang cái bét lưu lượng lớn hơn. Đấy. Đó, mà nó ở trên cao kia này thì chắc chắn nó sẽ hao thuốc hơn nhiều. Cho nên cái cây mà tơ là mình xài cái bét đó là vừa. Còn nếu mà cây vào rồi chuẩn bị tới năm 2, năm 3 rồi, mình phải thay cái bét lưu lượng lớn hơn. Đấy, thì mình đây mình đánh giá khách quan ha. Đây, mình sẽ quay qua cây một cây lớn, cây nhỏ đây cho mọi người thấy. Đây nè. Đó, mình quay lâu quá thì rất là hao thuốc. Nhưng mà mình quay ít quá thì nó không có đủ ướt cái lá. Còn cây con thì quá đơn giản rồi. Đây. À, mọi người thấy nhìn cái hàng cây ha. Đó là bét này cũng là tương đối ổn. Nhà mình thì đang thu hoạch bắp. Bây giờ mình sẽ đánh giá về cái hệ thống tưới dưới gốc. Đây là mình đang vận hành hệ thống dưới gốc. Mình cũng đang bón cái vi sinh của công ty mình, Natural với lại số 9. Thì vi sinh mình thì bón trên mặt cái tưới một cái là nó ngấm đều với đất thôi. Thì cái hệ thống này á, là sau khi mình bón vi sinh hoặc là mình bón phân NPK hoặc là mình hòa với hệ thống mình tưới là ổn, rất là ok. Với cây con như thế này nè, mọi người cây tơ như thế này chỉ cần 2 bét là đủ, không cần là phải 3 bét. Nhưng mà về lâu dài á, mình tính tới đường lâu dài á, là mình gắn 3 bét để làm gì? Để sau này mình mở rộng ra 3 bét 3 góc là nó sẽ giá phết bồn. Nhưng mà nếu mọi người có điều kiện cây kinh doanh thì mình nên gắn 4 bét có hiệu quả hơn 3 bét luôn. Còn cây con này chỉ cần 1 bét hoặc 2 bét thôi là đủ. Nhưng mà nên làm 2 bét hai bên để cho nó đều hai bên. Tại vì một phần bên này nè, nó chỉ có tưới tới phần này gốc, còn phần kia nó tưới qua bên, nó sẽ bị khuất một phần và nó sẽ chột rễ một phần. Thì ban đầu tiên mình phải tính toán làm sao để mà mình lắp khoảng 2 bét thôi. Nhưng mà sau đó mình có thể tăng lên thành 3 bét hoặc 4 bét. Nhưng mà mình tính tới đường lâu dài thì mình nên suy nghĩ mình gắn 4 bét và thời gian tưới mình rút lại, nó sẽ tốn ban đầu nhiều hơn nhưng mà nó hiệu quả hơn. Đây điển hình cái cây này của mình hồi đó là bị gãy ngọn nè. Mình tưởng nó hư rồi, bây giờ nó lại lên lại bình thường như cây mới. Đấy là bét tưới này nè, thấy không? Như cái này là mình cực kỳ tiết kiệm điện luôn. Mọi năm hồi xưa mình tưới tay á, mà một tháng mình tưới khoảng chừng 600 ngàn tiền điện. Nhưng mà từ ngày mình gắn hệ thống tưới này nè, mình chỉ có tưới maximum luôn thì khoảng 300 ngàn tiền điện, mà kể cả có điện tiêu dùng của nhà mình nữa. Cho nên thành ra là nó sẽ là tiết kiệm điện cho mình ha. Về lâu dài là những cái vườn trang trại lớn là mới thấy hiệu quả của việc tiết kiệm điện. Đấy là ba bét này là ok ha. Mình sẽ lên trên kia mình quay cây lớn. Cái hệ thống này mình, cái bét này mình rất là ưng nè, chưa bị nghẹt một cái nào luôn. Cái bét này nè của công ty Asop nè, bét này là ok, bét gốc này là chuẩn đấy. Mình thấy chuẩn đó, tại vì nó có vừa cái đầu móc nè, vừa cái cây cắm nè. Mình ưng treo thì treo, mình ưng cắm thì cắm. Nhưng mà về ống tizo này nè, nó có một cái nhược điểm là mình làm cỏ rất là dễ bị đứt nha mọi người. Thì mình nãy mình đã giới thiệu cái đồ mô nối rồi đó, nối rất là dễ nối luôn. Với cái chỗ này nè, mấy cái ống này là anh em làm cỏ mà mình không lắp được ống á, là mình dễ bị sạc đứt lắm.
Nên khi quá trình mình đi á, là mình chịu khó là mình chôn ống này một chút xíu. Đấy. Ha. Về tổng thể là như là đây mình mới bón vi sinh, tưới một cái nó tan hết luôn. Lợi hại luôn á. Đây là cây tơ. Mình để ba bét ba nơi thì nó cũng tương đối ổn. Và cây kinh doanh thì mình nên gắn khoảng 4 bét thì hiệu quả hơn 3 bét. Ha. Thì hiện tại là như là mình thấy là cái hệ thống bên dưới gốc này là không có chê chỗ nào được. Chỉ có một vài cái nhược điểm, ví dụ như ống tiô nó hay bị đứt hoặc là bị sạc cỏ trúng. Thì cái đó thì mình hạn chế thôi. Trong quá trình mình làm mình hạn chế thôi. Còn hệ thống nào thì mình người con người tác động vô sạc thì nó cũng đứt như nhau thôi. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là về đánh giá, về tổng quan, về toàn bộ về hệ thống tưới của mình lắp đặt thì mình đánh giá là thang 8 điểm trên 10 là ổn. Còn hệ thống riêng hệ thống thống tưới gốc này là tuyệt vời rồi. Còn hệ thống trên trời thì mọi người có thể tính toán suy nghĩ thật kỹ trước khi lắp đặt nha. Nhưng mà đối với mình là cái vườn là không có công lao động nhiều, trong đặc biệt là cái công xịt thuốc là không có, thì nó là tuyệt vời rồi. Hay là mình đánh giá khách quan về hệ thống, mình không phải là bán hệ thống nhưng mà mình lắp đặt và mình chia sẻ lại cho mọi người về khách quan về hệ thống tưới như thế này. Nhưng mà khi mà mình gắn được hệ thống này á, là mình châm phân châm thuốc hoặc là mình chủ động tưới rất là nhàn luôn, cực kỳ nhàn và cực kỳ chủ động. Cây của mình nó không có bị tình trạng là phải sốc nhiệt, sốc sinh lý này nọ, mà mình có thể chủ động trong vấn đề chăm bón, phân thuốc rất là ok. Nên là mọi người nếu mà làm nông nghiệp từ ban đầu thì mình nên suy nghĩ tới cái chuyện làm hệ thống tưới trước khi mình xuống cây giống, để cho mà mình bớt cái tiết chế cái công lao động, bớt cái công lao động. Thì mình chia sẻ tới đây thôi. Chúc mọi người thành công nha. Xin chào tất cả mọi người ạ.